Ngày hôm nay tôi ở đây để cùng bạn đi xem xét hai vấn đề. Thứ nhất là chúng ta sẽ có những cái hiểu biết cơ bản về cái con ULN, con ICULN 2803. Và cái số 2 là chúng ta sẽ tham khảo qua cái dataset của nó. Thì đầu tiên, bắt đầu luôn, chúng ta sẽ có những cái hiểu biết cơ bản về con module này. Thì module ULN 2803 là để khuếch đại dòng tải của các đầu ra từ module cơ sở, có thể là CDP 6402, để cấp cho các relay, tức là khi các cái module cơ sở này nó đưa cái điện áp ra nhưng mà nó quá là yếu và nó không thể điều khiển được các cái relay, thì đây là cái mạch à mà đây là con ICULN 2803 là cái con mà chúng ta có thể sử dụng để chúng ta khuếch đại cái dòng lên, cũng có thể là sử dụng cho nhiều mục đích khác. Thì ULN 2803 là một bộ đệm khá đặc biệt. Nó chứa bên trong nó 8 cái bộ khuếch đại Darlington. Thì tí nữa khi mà chúng ta đọc dataset thì chúng ta sẽ thấy được rõ cái cấu tạo bên trong của nó bao gồm 8 bộ khuếch đại Darlington với các diode bảo vệ đã được tích hợp sẵn cho các trường hợp tải cảm kháng. Thì tí nữa chúng ta sẽ cũng đọc cái sơ đồ biểu đồ thì chúng ta sẽ thấy được rõ hơn các bộ khuếch đại Darlington. Các bộ khuếch đại Darlington này được điều khiển trực tiếp bởi các tín hiệu logic TTL. Thì tín hiệu logic TTL là gì? Thì tín hiệu logic TTL tức là những tín hiệu điện áp từ 0 cho đến 5V. Thì đây là theo cái chuẩn TTL. Còn cái chuẩn EIA thì nó là cộng trừ 12V. Thì các bạn muốn biết thêm về hai cái chuẩn này thì mình sẽ làm thêm một cái video nữa. Và trong một số các video, ví dụ như là video về MAC232 là nó có chuyện về chuyển đổi trạng thái giữa hai cái chuẩn 0 đến 5V này thành cộng trừ 12V và ngược lại. Thì các bạn có thể tham khảo một số những cái video như vậy. Và có thể cung cấp một dòng tải đầu ra đến 500 mA. Thì tất cả những cái này tí nữa chúng ta đọc dataset mình sẽ đề cập đến. Thì ở đây là cái ghép nối kiểu relay, thì đây là các tín hiệu từ module cơ sở. Nó sẽ gửi 8 cái bit. Ở đây nó ký hiệu từ D0 cho đến D7, tức là 8 cái bit, được chưa? 8 bit dữ liệu nó sẽ chuyển vào cái con này bằng cái bộ nhớ đệm ở bên trong của mình. Thì ULN2803 nó sẽ tăng cái dòng tải lên và nó để nó có thể điều khiển được các cái con relay hoặc là một số những cái khác, cái đèn hoặc là gì đó. Thì đây bây giờ chúng ta sẽ đi đọc ra sheet. Thì như vậy là chúng ta đã kết thúc cái phần 1 là những cái hiểu biết cơ bản về cái con này ULN 2803. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét cái dataset của nó xem có gì không nhá. Thì đây là Darlington này. Đây là cái chức năng của nó, apply cần include, nghĩa là cái nhiệm vụ của nó sẽ bao gồm là tác động đến cái relay này, hammer hoặc là đèn này, hoặc là display hoặc là cái led, điều khiển led. Thì đây là feature, là một số những đặc tính của cái con này. Thì đầu đầu ra này, cái dòng đầu ra trên mỗi chân ấy, thì nó sẽ cao nhất là rơi vào tầm khoảng 500 mA, đấy là cao nhất. Và cái điện áp ở mức cao duy trì ở đầu ra ấy, thì nó nhỏ nhất là 50V. Output clamp, diode clamp này là kiểu kẹp đầu ra, diode kẹp. Tiếp theo là competitive with various type of logic, nghĩa là nó phù hợp với rất nhiều những cái dạng logic khác nhau. Ví dụ như cái mình vừa nói nhé, đây này. Thì đây nó bảo là nó phù hợp với nhiều cái đầu vào đúng không? Thì ở đây nó sẽ có hai dạng, hai phiên bản. Thì cái phiên bản thứ nhất là cái phiên bản có cái điện trở base, điện trở nền của nó là 27,7 kΩ. Thì nó sẽ dùng chuẩn TTL hoặc là 5V C1. Thì chuẩn TTL thì là cộng trừ 5V như mình vừa nói rồi. Còn hai chuẩn này thì mình sẽ đề cập đến những video, trong những video sau. Thì như mình vừa nói ở cái lúc đầu thì nó bên trong nó chứa 8 bộ khuếch đại Darlington và diode bảo vệ đúng không? Thì đây là cái sơ đồ
nối chân. Ngoài ra ở trong cái sơ đồ này thì nó cũng vẽ được cái nguyên lý mạch của cái này. Thì ở đây nhé, thì đây chính là cái bộ khuếch đại của bên trong của nó. Thì tí nữa đây thì mình sẽ kéo xuống luôn để chúng ta đến cái bộ khuếch đại luôn, xem nó ở đâu. Hình như kéo qua rồi. Cái này nó sẽ có hai phiên bản. Sơ đồ nào ấy nhỉ? Đây. Đây chính là cái bộ khuếch đại Darlington. Thì qua cái này, đây là hai phiên bản nhé, hai phiên bản khác nhau này. Thì ở đây là một cái là 2.7k ohm và một cái là 10.5k ohm, nó khác nhau ở cái số điện trở mà ở cái điện trở bay của nó. Thì qua cái mạch này thì nó sẽ lớn hơn khuếch đại lên tầm khoảng 10 mũ bao nhiêu đó, 10 mũ 2 nếu mình nhớ không nhầm. Và đến đây thì nó sẽ là 10 lớn hơn là gấp 10 mũ 4 từ cái điện áp nó chui vào này. Nếu mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì đây là cái mạch khuếch đại Darlington nhé, bao gồm nghĩa là cái này nó chính là này. Thì ở đây nó có 8 1 2 3 4 5 6 7 8, tức là nó có 8 bộ khuếch đại Darlington đúng không? Và ở đây nó có các diode bảo vệ. Diode bảo vệ đây chính là những cái diode này. Thì nó tất cả nó đều nối xuống chất com hết. Đấy, thì đây là hai phiên bản đầu vào base, đầu vào cơ bản của điện trở. Thì đây là cái cấu trúc bên trong của mạch khuếch đại Darlington. Thì đây là cứ làm vẽ như thế này thì nó sẽ là mạch khuếch đại Darlington. Thì đây là điện áp đầu ra duy trì của nó, thì sẽ trong cái dải là âm 0.5 đến 50V. Ok. Thì điện áp dòng đầu ra IL này là 500mA. Và đây là cái dòng đầu ra nhé. Còn đây điện áp đầu vào Vin thì từ âm 0.5 đến 30V. Thì cái này là cái điện áp ngược của con diode kẹp, nghĩa là nó chống được cái điện áp ngược lên đến 50V. Clamp là kẹp, diode là diode, reserve là ngược lại, còn voltage là điện áp. Thì đây là cái dòng thuận ấy, thì nó là rơi vào 500mA. Rating là kiểu cái trong cái dải đó. Thì đây tất cả những cái trong cái bảng này là nó đang ở cái nhiệt độ hoạt động của con IC này là 25 độ C nhé. Đây là cái công suất phân tán thì phải, dissipation. Bây giờ chúng ta thử xem phải phân tán. Đúng rồi, sự phân tán. Cái là công suất phân tán thì nó là 1.4W. Nên nó không ghi lấy lắm. Operating temperature là cái nhiệt độ hoạt động của nó là từ âm 40 độ C đến 85. Thì con này hoạt động được nhiệt độ âm khá là ổn. Storage temperature, nhiệt độ bảo quản là, cái này là nhiệt độ hoạt động này, thì là âm 40 đến 85 độ C. Còn đây là nhiệt độ bảo quản cái con này, nghĩa là trong lúc mà chúng ta vận chuyển hay các thứ ấy, mà thì nó phải ở trong cái dải này. Nếu mà vượt quá kiểu thời tiết khắc nghiệt quá thì nó cũng sẽ hỏng. Nhưng mà đối với cái con này thì nó thường chắc chắn là nó sẽ không hỏng được. Tại vì nhiệt độ chỉ có trong những cái tình huống khá là cực đoan thì nó mới hỏng được thôi. Còn trong điều kiện thời tiết bình thường thì khá là khó. Đây là nhiệt điều kiện hoạt động người ta giới thiệu cho chúng ta từ âm 40 đến 50. Thì đây là cái dòng đầu ra này. À đây, hai cái này nó là chính là hình như là cái loại đây. Chân AP, à không phải. Cái đuôi này mình không rõ nó là cái gì, hình như là nó kiểu dạng như kiểu phiên bản này. Thì đầu ra này. Đầu ra thì tùy thuộc vào cái duty
Duty cycle à? Là bao nhiêu phần trăm? Đây, cái này là đi sâu vào lập trình rồi. Giờ xem lại các chân xem sao. Đây thì là bây giờ các cái chân này thì chúng ta sẽ đưa các cái bit in này, i1 đến i8 tức là chân in ấy, hoặc là cái chân d mấy đến d mấy mà mình vừa chiếu đây này. Từ d0 đến d7 nghĩa là chúng ta sẽ đưa 8 8 cái bit vào và nó sẽ trả ra cho chúng ta là cái out ở đây là 8 bit. Ngoài ra chúng ta cũng có chân GND là nối đất này. Hình như mạch này không cần nguồn dương để nuôi. Đó thì đây chân nối đất này, còn chân này chân cộng common là chúng ta sẽ nối vào những cái relay này, các kiểu như thế này theo cái sơ đồ như thế này. Thì chúng ta đã đi xong hai cái phần, thứ nhất là hiểu được về cơ bản về của cái con ICULN2803 và chúng ta đọc qua cái datasheet một chút để hiểu về cái bên trong của nó như thế này, để làm cái nền tảng để sau này khi mà chúng ta cần thì chúng ta sẽ sử dụng.